Chính phủ Mỹ thể hiện rõ lập trường phản đối việc Trung Quốc công khai đề xuất nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên tại Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn An ninh Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, ARF. Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington, Liên Hợp Quốc cũng như các quốc gia láng giềng của Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục thực thi cấm vận với Bình Nhưỡng song song với ngoại giao. Trước đó, tại hội nghị ARF được tổ chức trực tuyến vào ngày 6 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu ra phương án nới lỏng lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để tạo bước đột phá cho tình trạng bế tắc trong đối thoại với miền Bắc hiện nay. Bắc Kinh cho rằng điều này sẽ góp phần tạo dựng bầu không khí tích cực để nối lại đối thoại và đàm phán với Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng cuộc tập trận chung của Liên quân hàng Mỹ có thể làm căng thẳng leo thang. Về điều này, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận, chỉ nhấn mạnh giới chức hàng Mỹ sẽ tự quyết định về việc tập trận chung. Qua đó thể hiện sự khó chịu với Trung Quốc. Trong khi đó, liên hợp quốc đánh giá Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Thông qua báo cáo của nhóm chuyên gia, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc liên hợp quốc phân tích, miền Bắc vẫn đang nỗ lực để nhập linh kiện và công nghệ liên quan tới hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm nay, trong khi tình hình kinh tế Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên trầm trọng. Cũng có ý kiến cho rằng nước này đang tập trung vào khắc phục khó khăn kinh tế.